cứ 4 trẻ được xuất viện cấp cứu thì chỉ có hơn 1 trẻ bị chấn thương đầu nhẹ phát triển hội chứng sau chấn động dai dẳng kéo dài nhiều năm. Nghiên cứu tương ứng đã được công bố trên tạp chí Nature. Hội chứng sau chấn động bắt nguồn từ tổn thương vi mô đối với các mạch máu nhỏ và dây thần kinh, có thể chỉ xuất hiện vài tháng sau chấn thương đầu. Các triệu chứng thường trùng lặp với các triệu chứng của ADHD, rối loạn giấc ngủ, đau nửa đầu và trầm cảm, có nghĩa là bệnh nhân thường bị chẩn đoán nhầm. Đối với nghiên cứu, các nhà nghiên cứu bao gồm 205 trẻ em trải qua chấn thương đầu và được đưa ra khỏi phòng cấp cứu mà không cần can thiệp y tế, cùng với 205 trẻ em kiểm soát không bị chấn thương đầu. Họ đã theo dõi những đứa trẻ này từ 6 tháng đến 3 năm. Khi làm như vậy, họ phát hiện ra rằng 25,3% những người bị chấn thương đầu nhẹ sẽ phát triển hội chứng sau chấn động. Trong khi điều này cũng đúng với chỉ 2,4% đối chứng. Vì tổn thương do chấn thương đầu nhỏ không thể phát hiện được bằng quét két hoặc MRI thông thường, nên việc chẩn đoán hội chứng sau chấn động đòi hỏi phải theo dõi lâu dài cùng với các xét nghiệm hình ảnh và chức năng của não. Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện của họ cho thấy các phương pháp tiếp cận khác nhau nên được cân nhắc khi điều trị cho trẻ em có tiền sử chấn thương đầu nhẹ. Giáo sư Aaron Kotzer, Giám đốc phòng cấp cứu tại Trung tâm Y tế Samir và một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết, mục đích của chẩn đoán trong phòng cấp cứu là để xác định xem đứa trẻ có bị chấn thương sọ não nghiêm trọng cần can thiệp y tế hay không. Thật không may, cách hầu hết các hệ thống y tế hoạt động ngày nay, chúng tôi bỏ lỡ những ảnh hưởng lâu dài và không tiếp tục theo dõi những đứa trẻ rời khỏi phòng cấp cứu mà không bị suy giảm khả năng vận động. Giáo sư Sai Efrati, phó giáo sư tại Đại học Tel Aviv và một trong những tác giả khác của nghiên cứu cho biết, việc điều trị một loạt các chứng rối loạn sẽ thay đổi nếu chúng ta biết rằng nguyên nhân của vấn đề mới là chấn thương não. Nguyên nhân là bước đầu tiên và quan trọng nhất để đưa ra phương pháp điều trị thích hợp cho vấn đề. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé! Thank you.